Cô thì biết quái gì về tình yêu. Trong tình yêu thì không có chuyện nếu. Mọi lý do chỉ là ngụy biện thôi. Chứng minh đi. Giờ thì cô đã tìm thấy thứ nhất thiết phải có trên đời rồi chứ. Lam Lam tin rằng một bờ môi xinh sẽ khiến cho tất cả những người đàn ông cùng mơ tưởng đến một nụ hôn. Cho nên nếu như có một người đàn ông nào đó tặng cho các bạn một thỏi son, ngầm ý của anh ấy muốn nói rằng xin được hôn em. Thật ra anh thích một nụ hôn chân thật hơn. Hay là mình cưới nhau đi. Ừ, thì cưới. Thò tay qua cái khung này, thò tay qua đỡ cái dây. Tiền để ở trong túi, lấy tiền ra, xong cột phở vào, buộc chặt vào đây. Trời, trời, thả ra. Ủa. Nước ở đâu ra thế này nhỉ? Mới sáng ra chim thải vào đầu. Ừ. Con gậy gậy béo béo. Có cả hành này. Giờ chim ăn cả hành. Hay là mình uống rượu từ tối qua giờ nó ngấm trở lại. Anh gặp em lần đầu là muốn cưới luôn rồi. Đừng có gạ gẫm em mà, các bạn đừng có gạ gẫm mà. Phong ơi! Phong! Kệ đi. Kệ. Úi giời! Bà! Sao bà không gõ cửa? Bà có gõ, có gọi nhưng có đứa nào thưa bà đâu. Bà lên đây có việc gì không ạ? Ừ, hôm nay chả biết rời thế nào ấy. Bà cứ thấy mỏi, tê hết cả vai cả tay. Định sang đây nhờ thằng Phong nó xoa bóp cho một lúc. Nhưng mà hai cháu bận. Thôi bà về phòng. Thôi bà ơi. Bà cứ ngồi xuống. Cháu massage cho bà một lúc cho dễ ngủ nhá. Ôi giời. Bà cũng định không làm phiền hai đứa. Dạ. Nhưng thằng Phong nó nhiệt tình quá. Đâm bà không đỡ từ chối. Thoải mái không ạ?